Thế thì nếu như cái hướng nhà mà chúng ta đã bị phạm sát đấy là do yếu tố về thiên khí và địa khí nó bị phạm sát, thì dĩ nhiên chúng ta nên dừng lại và đừng cố gắng để mà làm thì cuối cùng là thành ra là nhiều cái điều tai ương nó xảy đến. Một khoa phong thủy có 102 tại Việt Nam, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy, được tổ chức duy nhất một lần trong năm, khóa học Kích Tài Lộc 2021, liên hệ ngay 1900 2292. Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Tam Nguyên. Như vậy là chúng ta đang dần bước vào những ngày cuối cùng của năm 2020. Và bao giờ cũng thế thì con người của chúng ta khi mà xã hội ngày càng phát triển thì họ lại càng chú ý nhiều hơn đến những vấn đề liên quan đến phong thủy, đặc biệt là vào những ngày cuối năm như thế này. Và một trong số đó là họ rất là quan tâm đến vấn đề phong thủy trong khi mà xây dựng, làm nhà. Việc xem phong thủy khi mà làm nhà là chúng ta chọn chí của mảnh đất, hướng nhà, xem tuổi tác của trạch chủ nên động thổ vào ngày nào, đồng thời xác định tọa mạch hướng của ngôi nhà đó. Và việc xem xét này thì hoàn toàn dựa trên khoa học nhằm xác định về và đánh giá về vận khí lưu niên khi mà chúng ta xây dựng, và đồng thời biết về tư vận thế sát nguy hiểm để cần tránh cho gia chủ, giúp gia chủ có thể xua cát, kỵ hung. Và xây dựng một căn nhà hợp phong thủy, nó giúp cho chúng ta kiến tạo nên một không gian sống tốt đẹp, lành mạnh, giúp những người sống trong gia đình đó có thể gặp nhiều may mắn trong công việc, học tập, và đồng thời sẽ giúp cho những cái mối quan hệ trong ngôi nhà trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Vậy thì nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn cũng đang rất là quan tâm và mong muốn xây dựng cho mình một ngôi nhà, một tổ ấm trong năm mới, thì quý vị hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay để chúng ta cùng xem về những cái thắc mắc xoay quanh việc xây nhà và làm nhà trong năm 2021. Và đồng hành cùng với mỗi video của Phong Thủy Tam Nguyên thì không kể đến sự có mặt vô cùng đặc biệt của chuyên gia phong thủy Đức Trung. Xin được chào anh Đức Trung ạ. Xin chào bạn diễn đàn, xin chào các quý vị đang theo dõi video ngày hôm nay. Sau một thời gian dài thì rất là vui bởi vì anh Trung đã cùng quay trở lại đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng giải đáp những cái thắc mắc liên quan đến vấn đề xây dựng nhà cửa. Và cụ thể đó là xác định cái cát hung của các hướng trong năm 2021 ạ. Thì rất là mong anh Trung sẽ cùng cung cấp những thông tin quý giá đến cho quý vị đang xem video ngày hôm nay. Dạ vâng. Vậy thì một trong những cái thắc mắc đầu tiên mà muốn gửi tới anh Trung đó là khi mà tiến hành xây dựng một căn nhà thì tọa hướng của căn nhà trong năm, mọi người rất là quan tâm về cái đó. Vậy thì có gặp phải bất chắc gì hay không? Thế thì trong năm 2021 này, theo anh thì những hướng nhà nào sẽ phải các thế sát mà các gia chủ tuyệt đối không nên xây dựng ạ? Cái điều mà quan trọng mà các quý gia chủ và chúng ta vẫn thường xuyên trao đổi với nhau về cái việc muốn xây dựng nên một ngôi nhà mới, đúng không nhỉ? Thì điều mà chúng ta quan tâm hàng đầu không phải là cái việc mà tuổi tôi năm nay có làm nhà được hay không, hay là tuổi các thành viên gia đình tôi năm nay có phạm tuổi để làm nhà hay không, mà cái việc mà chúng ta làm nhà chúng ta vẫn phải tiên quyết với nhau trên cái yếu tố đó là xét trên tọa hướng của ngôi nhà, xem là cái năm đấy vận khí của cái hướng nhà và cái ngôi nhà chúng ta tọa hướng như thế thì nó có được vượng hay không để mà xây dựng. Thì cái này chúng ta tính toán đến vận khí của từng năm xem nó có được đắc hay không để chúng ta tiến hành triển khai xây dựng. Thế thì nếu như cái hướng nhà mà chúng ta đã bị phạm sát đấy là do yếu tố về thiên khí và địa khí nó bị phạm sát, thì dĩ nhiên chúng ta nên dừng lại và đừng cố gắng để mà làm thì cuối cùng là thành ra là nhiều cái điều tai ương nó xảy đến. Nhưng nếu như ngôi nhà đấy mà cái trạch đất đấy tọa hướng mà nó vượng thì hoàn toàn chúng ta động thổ xây dựng được rất là tốt. Thì nếu như trạch chủ mà động thổ được thì lại càng được thêm cái phần cát lợi, còn nếu mà không, trạch chủ mà không tự động thổ được thì việc rất đơn giản, chúng ta mượn tuổi động thổ. Thì quan điểm này thì Đức Trung và thầy Tam Nguyên cũng như đội ngũ trợ lý có thường xuyên chia sẻ đến các quý vị và các bạn chúng ta hiểu thêm mấy điều này rồi. Vậy thì năm 2021 thì cũng là cái năm mà nhiều gia chủ quan tâm đến cái việc động thổ làm nhà năm 2021, xem là vận khí của các hướng các phương như thế nào. Thì video này thì Đức Trung cũng sẽ chia sẻ thêm để các quý vị có thể hiểu thêm. Đối với mỗi một năm thì Phong Thủy Tam Nguyên và thầy Tam Nguyên cũng như là các mệnh sư trong Hiệp hội Phong Thủy Dị học Thế giới Phong Thủy tại Việt Nam, đồng thời các thầy trong Viện Nghiên cứu Bảo tồn Phát triển Bộ môn Văn Phương Đông có ngồi với nhau để cùng đưa ra cái phần tham luận về vận khí của một năm mới, xem là mỗi một năm đấy thì vận khí thay đổi như thế nào. Thì năm 2021 này thì các thầy đã đưa ra cái nhận định về các yếu tố sát mà các gia chủ cần phải chú ý đối với các hướng. Dĩ nhiên các sát này thì Phong Thủy Tam Nguyên và Đức Trung cũng có chia sẻ các quý vị chúng ta căn cứ rất nhiều những cái yếu tố sát như là Thái Tuế sát, Tam sát, Ngũ Hoàng Đại sát, Mậu Kỷ Đô Thiên sát, Mậu Long Biên Mẫn sát, rồi là Bàng Âm Phủ Chính Âm Phủ sát, rồi là nhiều cái loại sát khí khác đến từ thiên khí và địa khí nó tổ hợp với nhau để nó gây ra sự ảnh hưởng. Mà cái việc mà muốn triển khai động thổ được thì chúng ta phải tính toán rất kỹ lưỡng và cũng phải lựa chọn cái năm tháng ngày giờ rất là vượng. Quay trở lại với vấn đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn với nhau một số những cái đại sát lớn. Liệt kê ra một vài những cái ví dụ tiêu biểu ạ. Một số những cái đại sát lớn mà Đức Trung sẽ nói đến các quý vị để các vị tránh luôn.
tránh luôn trong cái video này khi các vị nắm được, thì để chúng ta lưu ý trong năm 2021 chúng ta không động thổ lúc này luôn. Thì quý vị có thể lấy giấy bút để ghi lại. Chúng ta lượt qua năm cái đại sát lớn mà Phong Thủy Tam Nguyên vẫn thường xuyên nói với các quý vị và các bạn. Năm cái đại sát này là cái năm cái yếu tố tiên quyết mà chúng ta cần phải chú ý mà phòng tránh. Có những cái sát mà chúng ta tuyệt đối không xây dựng được chút nào luôn, nhưng còn những cái sát thì chúng ta có thể lựa chọn thắng vượng để nó hóa giải. Cái yếu tố đầu tiên chúng ta nói về thái tuế sát. Thái tuế sát là đại sát chính thần, mỗi một năm mà thái tuế đương vượng đáo đến theo cái hướng mà thái tuế đóng quả. Ví dụ năm 2020 là năm Canh Tý thì thái tuế đáo đến phương Tý, do vậy cái phương chính bắc, phương chính khảm ở trong cái trạch đất ngôi nhà anh chị mà nếu là phương chính bắc chính khảm thì dĩ nhiên chúng ta không xây dựng được, tức là 0 độ và cộng trừ là 22,5 độ sang hai bên. Đấy, tại vì là một cái mặt la bàn là 360 độ thì chúng ta chia ra làm 8 hướng mà. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Đông Bắc, Tây Nam Tây Bắc thì mỗi một hướng là 45 độ. Thì ở đây là hướng Bắc là hướng phạm thái tuế thì bao gồm cả nhân tí quý luôn thì đều không xây dựng được. Do vậy rằng là 2020 thì hướng Bắc như thế. Vậy 2021 là hướng nào? 2021 là hướng Sửu, vì rằng là thái tuế là tân Sửu. Do vậy một khoa phong thủy có 102 tại Việt Nam. Một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy. Được tổ chức duy nhất một lần trong năm. Khóa học Kích Tây Lộc 2021, liên hệ ngay 1900 2292. Hướng Đông Bắc là hướng Sửu thì tuyệt đối không xây dựng được. Sửu Cấn Dần là ba cái phương nằm ở phương Đông Bắc. Do vậy là hướng Sửu ở đây là 30 độ và cộng trừ 75 độ sang hai bên. Đấy. Thì đặc biệt cái hướng Sửu là hướng tuyệt đối chúng ta cần phải tránh. Đấy. Tại vì rằng là cả cái hướng Đông Bắc không phải là chúng ta kiêng, mà là chúng ta kiêng cái hướng Sửu thôi. Tức là tọa mùi và hướng Sửu, sơn là sơn mùi và hướng là hướng Sửu, chúng ta cần phải tránh như vậy. Đây là hướng thái tuế, thì các anh chị cứ hình dung ra là cái việc mà đối trực diện với thái tuế, tức ở đây là sao mộc, thì sao mộc nó mang cái trường khí rất lớn ảnh hưởng đến trái đất. Do vậy là cái hướng nhà chúng ta mà mở cửa ra thì cái đường kẻ chỉ thẳng giữa tâm nhà đến cái sao mộc nó thẳng cùng hướng với nhau, thì tức ngôi nhà đấy là chịu cái lực tác động rất lớn của thái tuế và điều này không có cắt vượng. Kể cả ngôi nhà hướng thái tuế hay là cái trạch đất mà hướng thái tuế mà muốn xây dựng mới là không nên xây. Đó là hướng thái tuế, là hướng Sửu năm 2021 này, 30 độ cộng trừ 75 độ. Tiếp theo là cái hướng mà chúng ta cần phải tránh, đó là hướng Ngũ Hoàng. Hướng Ngũ Hoàng là cái hướng mà sao Ngũ Hoàng đại sát Liêm Trinh nó đáo đến theo từng năm theo hệ hướng cửu tinh đồ, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là 2021 là lục bạch vũ khúc là nhập trung cung, do vậy rằng là hướng Đông Nam là cái hướng mà có sao Ngũ Hoàng đại sát là sát số 5 nó nhảy đến. Tức là bao gồm ba sân hướng là Thìn Tốn Tỵ có giải độ là 112,5 độ cho đến 157,5 độ là chúng ta tuyệt đối cũng không xây dựng được. Tức là toàn bộ tọa Tây Bắc và hướng Đông Nam thì chúng ta không xây dựng được vì nó phạm phải ngũ đại sát. Tiếp nữa là tam sát. Tam sát lại là yếu tố mà sát sẽ đến tọa nguy hiểm hơn sát đến hướng. Do vậy toàn bộ ba cái sơn mà phạm phải tam sát, vì rằng 2021 tân Sửu là Tỵ Dậu Sửu tam hợp, thì tam sát nó sẽ đến ba phương là tuyệt thai dưỡng tính đến vòng tràng sinh, thì chúng ta sẽ có là ba sơn là Dần, Mão và Thìn. Tức là Dần nó nằm phương Đông Bắc, Mão nằm ở phương Đông và Thìn nằm phương Đông Nam, thì toàn bộ ba cái sơn là Dần, Mão, Thìn, tức là tọa Dần hướng Thân, tọa Mão hướng Dậu và tọa Hợi hướng Tuất là chúng ta không xây dựng được, là cái điều này chúng ta tuyệt đối chú ý. Tiếp nữa là chúng ta xem đến cái đại kỵ sát tiếp theo, đó là Mậu Kỷ Đối Thiên Sát. Mậu Kỷ Đối Thiên Sát là khí của Mậu Kỷ nhập vào Trung ương vào cái tháng Mậu Kỷ chúng ta không xây dựng được. Thì đây là tháng Mậu Kỷ, chúng ta có tháng là tháng Mậu Tuất và tháng Kỷ Hợi, tức là tầm khoảng tháng 9 âm lịch và tháng 10 âm lịch. Thì vào tháng 9 âm lịch và tháng 10 âm lịch tuyệt đối cái sơn là sơn Hợi và sơn Tuất thì chúng ta không có nên xây dựng. Đó. Còn các cái sơn hướng khác vào các cái tháng khác thì chúng ta vẫn lựa chọn tháng vượng để chúng ta triển khai xây dựng vẫn ok được. Tiếp nữa là Mộ Long Biến Mệnh Sát. Mộ Long Biến Mệnh Sát năm 2021 thì khá là khắc nghiệt, bởi vì năm 2021 là năm 2021 tân Sửu nạp âm thổ, mà mộ vận của 2021 nằm ở Nhâm Thìn là nạp âm lại thủy. Thì chúng ta thấy là thổ khắc thủy thì chúng ta sẽ có cái nạp âm của thái tuế khắc nạp âm của mộ vận, mà thủy thổ thì lại đồng cục. Do vậy rằng là chúng ta có các cái sơn bao gồm là Giáp Dần, Thìn Tốn, Tuất Khảm, Tân Thân, rồi là Sửu Quý Khôn Canh Mùi, tức là 13 sơn thủy và thổ cục đều không động thổ xây dựng được. Đấy. Do vậy rằng là chúng ta có đến 24 sơn hướng mà có 13 sơn là phạm về một năm rồi. Do vậy rằng là có thể thấy rất khắc nghiệt trong năm 2021, nhưng cũng không phải là không hoàn toàn xây dựng được. Nếu như gia chủ nhà mà có tuổi các thành viên, đặc biệt là tuổi trạch chủ, tuổi vợ chồng mà hợp long với trạch đất đấy này, rồi là cái cách cục trạch đất mà vượng nữa, thì đối với Mộ Long Biến Mệnh Sát thì chúng ta vẫn có thể lựa chọn cái tháng vượng để chúng ta triển khai, tức là chọn cái năm tháng ngày giờ cắt lợi để hóa giải cái sát khí. Mình hoàn toàn có thể hóa giải được. Thì vẫn có thể xây dựng được. Đấy. Do vậy tự chung lại thì các quý vị sẽ thấy rằng là trong năm cái đại kỵ sát lớn mà Đức Trung và Thầy Tam Nguyên vẫn thường xuyên nói,
bao gồm Thái Tuế, Ngũ Hoàng, Tam Sát, Mậu Kỷ, Đô Thiên và Mộc Lộc Biến Vận. Ngoài ra thì bàn âm phủ, chính âm phủ và các loại sát khác thì chúng ta xét thêm. Tuy nhiên năm đại kỹ sát lớn kia là năm đại kỹ sát mà rất là quan trọng rồi, thì có Thái Tuế, Ngũ Hoàng và Tam Sát là tuyệt đối chúng ta không nên xây dựng bất cứ thời điểm nào, bất cứ tuổi gia chủ nào và bất cứ là cách cụm đất như thế nào. Còn lại thì Mộc Kỷ, Đô Thiên Sát và Mộc Lộc Biến Vận thì chúng ta vẫn có thể triển khai xây dựng được, tuy nhiên phải lựa chọn cái thời điểm tháng vượng là cái thời điểm mà nhật nguyệt đáo sơn thì chúng ta vẫn triển khai động thổ được. Thì cái việc này thì các quý vị nên gọi điện đến số 1900292, cung cấp độ số hướng nhà mực của mình đến các trợ lý chuyên môn, thì các trợ lý sẽ tư vấn thêm với các quý vị về cái việc hướng nhà đấy vào năm 2021 Tân Sửu có làm được không và nên làm vào cái tháng này. Khi đó thì việc triển khai làm nhà sẽ trở nên an tâm hơn. Như vậy là trong năm 2021 thì có 5 cái hướng chính mà anh vừa mới đưa ra là chúng ta không 5 cái đại sát lớn. 5 cái đại sát lớn là chúng ta không nên tu sửa cũng như là xây dựng nhà, đúng không ạ? Và tuy nhiên thì trong đó thì có 3 cái đại sát là có thể nói là trong bất kỳ trường hợp nào thì chúng ta cũng không được tu sửa và xây dựng. Đúng rồi. Vậy thì một vài những cái yếu tố còn lại thì mình cũng hoàn toàn có thể khắc phục bằng việc là chọn ngày giờ và hóa giải một vài những cái phương pháp khác, đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì anh có thể nói cho chúng em về một cái vài những cái kiến thức về việc là đối với hướng nhà Phạm Thái Tuế ạ. Nếu như mà trong năm 2021 mà gia chủ bắt buộc phải sửa chữa vì một hạng mục công trình nào đó, chẳng hạn như là nhà cửa sớm xuống cấp quá là trầm trọng rồi, không thể trì hoãn thêm được nữa mà vẫn phạm phải một trong những 3 cái đại sát lớn đấy, thế thì chúng ta có cách nào để mà tu sửa nhưng mà vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều không ạ? Thực ra mà nói chúng ta vẫn cần phải trao đổi với nhau về cái điều đó là cái việc mà con người chúng ta ứng dụng phong thủy trong cuộc sống là việc mà chúng ta nên nương theo cái yếu tố về thiên khí địa khí. Con người chúng ta nhỏ bé, người ta nói là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp vô vi, tức là bản thân con người chúng ta nương theo yếu tố về địa khí, mà địa khí thì nương theo yếu tố về thiên khí, mà thiên khí thì nương theo những cái yếu tố về tự nhiên. Do vậy rằng là con người chúng ta khó mà có thể là cưỡng bức hoặc là cưỡng đoạt hoặc là làm nào đấy để khắc chế hoàn toàn những yếu tố bất lợi từ thiên khí địa khí nếu như yếu tố phong thủy trường khí không tốt. Đặc biệt là Thái Tuế sát là cái trường hợp sát mà chúng ta phải nhắc đến đầu tiên, vì rằng là xét theo khoa học thì các quý vị hình dung như này: nếu như xét theo yếu tố tỷ lệ tương quan về khối lượng trọng lượng của trái đất, mặt trời và sao mộc, tức là mộc tinh, tức là mộc tuế và Thái Tuế, chúng ta nó gọi là Thái Tuế tức là sao mộc trong hệ mặt trời. Chúng ta có kim mộc thủy hỏa tinh, rồi là hải vương tinh, thiên vương tinh, rồi là mặt trăng, là các cái hệ tinh vân ở trong hệ mặt trời và xung quanh trái đất. Thì người ta xét cái trường khí của mộc tinh có sự ảnh hưởng rất lớn đối với trái đất. Xét cái tương quan thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu như trái đất chúng ta là một cái hạt gọi là hạt ngô đi, thì mộc tinh nó phải to cỡ tương đương với lại là quả cam, mà mặt trời nó phải tương đương với quả bóng. Tức là chúng ta thấy rằng là cái khối lượng trọng lượng thể tích nó gấp rất nhiều lần đối với trái đất. Do vậy rằng là vào những cái thời điểm mà đặc biệt là trái đất mộc tinh và Thái Tuế có cái mộc trái đất này là mộc tinh tiếp theo này và mặt trời nó có sự cái tương quan thẳng hàng, thì cái lực tác động đến với trái đất rất là lớn. Do vậy rằng là con người chúng ta lại không có thể nào mà có thể khắc chế hoàn toàn hết cái yếu tố sát của Thái Tuế được. Thì đối với những ngôi nhà mà hướng Thái Tuế giống như Đức Trung có nói, năm 2020 là năm Canh Tý, thì Thái Tuế đáo đến cái hướng là hướng Tý, hướng chính Bắc, hướng chính Hạ, tức là 0 độ cộng trừ 7 và 5 độ. Đấy. Vậy thì 2021 là hướng Tân Sửu, là hướng Sửu. Thì đối với những ngôi nhà mà hướng Sửu như này thì tuyệt đối không nên động thổ này, dù bất cứ trường hợp nào. Đấy. Anh chị có thể là tìm cách là ở nơi khác, hoặc như là nếu như ngôi nhà nó lụp sụp và không nên ở, bởi vì nó sụp đổ thì nó vào thời tiết mưa do bão bùng mà nó sụp thì cũng không có bảo toàn được cái sức khỏe và tính mạng. Thì chúng ta có thể di chuyển đến nơi khác chúng ta ở tạm. Còn lại đừng cố gắng xây rồi nó ảnh hưởng nhiều hơn. Đối với những ngôi nhà mà có hướng Thái Tuế mà chúng ta muốn tu sửa thì đây chúng ta lại phải xét xem tu sửa hạng mục gì. Ví dụ như anh chị muốn tu sửa, vì rằng là tu sửa chúng ta tính toán theo phương vị. Nếu như chúng ta tu sửa ngôi nhà mà chúng ta sửa theo cái hướng, ví dụ như hướng ở đây là hướng đông bắc, hướng Sửu đi, như chúng ta nói là hướng 30 độ cộng trừ 75 độ là cái rơi vào tọa bùi hướng Sửu. Các anh chị muốn tu sửa nhà trong năm 2021 thì lại phải xét thêm rằng là anh chị tu sửa theo hạng mục gì. Ví dụ anh chị tu sửa ở phần trước ngôi nhà, tức là phần cửa, phần hiên, phần mái, phần trước ngôi nhà, toàn bộ phần trước ngôi nhà, thì đấy là chúng ta tu sửa vào cái phương Sửu, thì dĩ nhiên là phong thủy Tây Nguyên luôn khuyên các anh chị là không nên làm, bởi vì đấy là cái phương Thái Tuế đã đáo đến. Chúng ta xét thêm phương vị thì đấy là phương Thái Tuế đáo đến. Nhưng nếu các anh chị tu sửa vào các phương khác trong ngôi nhà, ví dụ như là
Đông Tây Nam Bắc các cái phương khác không anh ạ? Thì cũng xét thêm là cái phương đấy vào năm 2021 thì có cái hung tinh gì đó đến hay không, hay là cắt tinh hay như thế nào, hay lựa chọn năm tháng giờ để mà triển khai tu sửa thì vẫn ok được. Nhưng đặc biệt là phương thái tuế thì chúng ta không nên triển khai tu sửa, giảm thiểu. Thì do vậy rằng là vẫn khuyên các anh chị là không nên cố gắng. Đấy, còn trường hợp mà tất cả kháng xảy ra thì có thể là lùi lại cái thời điểm tu sửa vào. Chúng ta tìm một cái phương án khác mà tốt hơn. Có thể là lùi vào thời điểm cuối năm khi mà cái yếu tố về trường ký của thái tuế nó có sự suy giảm đôi phần. Và nếu như gia chủ còn hợp long nữa thì chúng ta triển khai. Còn nếu không hợp long, tức là không hợp hướng nhà thì cũng không có xây dựng. Ví dụ như là ngôi nhà hướng đông bắc thì nó sẽ phù hợp với các cái tuổi như tuổi Tân Hợi, rồi là tuổi Đinh Mùi, rồi là các cái tuổi ví dụ như là Ất Hợi hay là tuổi Đinh Mão hay là tuổi Quý Mão. Thì các cái tuổi này ở nhà hướng đông bắc đấy thì hợp đấy. Đấy. Thì nếu muốn sửa thì phải lựa chọn thời điểm rất là khắt khe, tốt nhất là không nên sửa. Hướng thái tuế là cái hướng mà chúng ta không nên tạo ra. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là để mà có một cái kết quả tốt nhất cho cái vận khí cũng như là những cái sự việc trong cuộc sống diễn ra suôn sẻ nhất thì chúng ta vẫn không nên là tu sửa cũng như là làm nhà trong năm 2021 nếu như mà chúng ta bị ảnh hưởng của thái tuế, đúng không ạ? Thì quý vị và các bạn có thể tham khảo những lời chia sẻ vừa rồi của chuyên gia phong thủy Đức Trung để quý vị có thể đưa ra được một quyết định sáng suốt nhất để mà có thể xây cất cho mình một căn nhà thật là đẹp đẽ và đón nhận những cái may mắn trong cuộc sống. Và vừa rồi là một vài những cái chia sẻ quý giá mà Phong Thủy Đăng Nguyên hy vọng rằng quý vị sẽ có thể cùng học hỏi cũng như là tham khảo thêm cho mình. Và nếu như mà quý vị đang còn một cái thắc mắc nào đó muốn được tư vấn kỹ hơn cũng như là muốn hỏi thêm một vài những cái vấn đề thì hoàn toàn có thể liên hệ cho chương trình qua đường số hotline đó là 1900 2292, hoặc là quý vị có thể để lại họ tên kèm theo số điện thoại liên hệ ở ngay phía dưới phần bình luận thì trợ lý của Phong Thủy Tam Nguyên sẽ cùng hỗ trợ và tư vấn cụ thể một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Và bây giờ thì có lẽ là thời lượng của chương trình cũng đã sắp hết rồi. Rất là cảm ơn anh Đức Trung đã dành thời gian để cùng ngồi và chia sẻ những cái thông tin vừa rồi cho quý vị ạ. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại anh Đức Trung trong những chương trình tiếp theo. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.